Xin chào các bạn, trở lại kênh của mình hôm nay. Mình rất vui được làm các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng sửa xe các bạn. Sửa làm sao mà để cho nó sạch được không? Vậy nhấn như vậy á? Cái bản sửa xe là bình thường. Làm sâu nước vào giữa là sạch. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chiều mượn luôn nhá. Để chiều mượn luôn nhá. Có con này mà. Có thay Dũng cũng ngoài đấy không? Mới vào đây thay Dũng ngoài đấy. Dũng hơn á. Thì hắn chỉ nghĩ ra thôi. Ok, đã hết rồi, xin chào.